và công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Trung tổ chức hạ thủy tàu chở dầu và hóa chất Trọng Trung 189 ghi hiệu thiết kế T3506. Tôi xin trân trọng kính mời các vị lên thế đài chuẩn bị thực hiện nghi thức hạ thủy. Kính mời bà Ngô Thị Oanh, mẹ đỡ đầu con tàu lên thế đài. Kính mời ông Đàm Quang Vĩ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trọng Trung cùng các ông trong ban lãnh đạo công ty Trọng Trung lên thế đài. Kính mời ông Trần Minh Đức, đại diện chi cục đăng kiểm 15 Quảng Ninh lên thế đài. Kính mời bác Long, đại biểu danh dự lên thế đài. Kính mời ông Nguyễn Văn Trường, chủ tịch công ty đấu thầu Hạ Long. Ông Nguyễn Tấn Anh, tổng giám đốc công ty đấu thầu Hạ Long. Các ông trong ban tổng giám đốc công ty đấu thầu đóng tàu Hạ Long lên thế đài. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời ông Nguyễn Văn Vấn, phó tổng giám đốc công ty đóng tàu Hạ Long để triển khai công tác này. Tất cả lưu ý, mở khóa cửa, mở xong báo cáo, thực hiện. Yeah.